Chào bác nhé, nay thì em xử lý con Omni Telephone Ken Happy 5050. Con này thì của chú khách ở Mai Động, Hưng Yên, Mai Động, Kim Động. Con này thì tình trạng nguồn kêu. Nguồn kêu thì em đã bỏ ra để em phủ lại sơn tĩnh điện nhé. Đây, em phủ lại sơn tĩnh điện và sau đó sấy rồi là phơi để cho nó khô, để nó ấy, còn không là cắm vào nó kêu e. Thế con này nó có một cái nút chuyển 4 loa này, không nhận. Đây, 2 loa thì được, nhưng 4 loa này, nút chuyển 4 loa này tức là khi nhấn xuống nó không bám. Con này của chú thì vẫn chạy ok, rồi mấy cái núm này mẻ hết rồi. Thì em xử lý cho hai vấn đề, một là nguồn kêu, hai nữa là cái cần này không nhận. Con này thì lại đang bị cái hóc nó kẹt cái tụ xoay này nữa. Em đang tháo ra để em xử lý nhé. Hóc không quay được các bạn. Kẹt luôn. Kẹt cứng, nó bó cứng luôn đấy. Con âm ly của chú khách thì đã tạm ok rồi. Cái này thì em dã ra em xử lý dạng kiểu là nó để lâu năm nó chết trục các bạn. Để như kiểu để lâu năm chết trục ấy. Đấy. Đã ok rồi, nhưng con này thì chưa test được. Còn cái phần cần ở đây thì chịu thôi. Bởi vì là ở đây các bác nhìn này, nó đi theo cả một hàng dài như này luôn này, xong lại còn phải tháo mạch ra cơ, dỡ hết mạch này ra rồi dây dợ lằng nhằng để xử lý mỗi cần để chuyển cầu 4 loa thôi, thì thực sự ra là nó không đáng để tháo cả cái cụm này ra, là nó mất thời gian. Nên là con này là em hàn trực tiếp ở mạch dưới thôi, đấu cho 4 loa có thể chạy 4 loa chạy 2 loa chạy thôi. Chứ còn và cái vấn đề nguồn này thì chia sẻ các bác là đây là nguồn này em đã tẩm sơn cách điện này, và sau đó phải dãi phe này ra. Kể ra thì cái nhà sản xuất này họ làm kiểu này thì đúng là tuổi thọ thì không đạt thật. Đây các bác nhìn cái gông này, đây gông dưới này, ốc mé này này, đấy đấy, em phải thiết kế gông nhé. Nguyên tắc của nó là phe xê co để các bác mà chống bị ù, chống bị kêu to thì là gắn keo không thôi thì không được, mà cái này phải vừa kết hợp cả keo và phải dùng gông khóa nó lại, bởi vì nó không có gì để giữ, nó không như cái thằng phe chữ E, phe U này nó khác. Thì đây là cách em xử lý chống ù, nhưng nó còn ù, nó không im re được, nó còn, nhưng nó còn ù rất nhỏ. Mặc dù em xử lý cái này xong em còn chêm để cho nó chặt lại, nhưng mà vẫn có tiếng ù nhỏ nhé. Thì con này thì em chưa test được, mới gọi là cắm điện nháy thử thôi, nháy thử để xem là tình trạng của nó là mình nháy thử để nguồn nó thế nào thôi. Còn đâu là chưa test được. Con này thì sẽ dùng máy hơi để xịt qua bụi bặm cho chú ấy và đóng nắp vào, để nắng như này thì chỉ ngày mai là có thể kiểm tra được rồi. Đây là cách em xử lý cái biến áp, nó là như vậy. Cảm ơn chú đã tin tưởng, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt các bác nhé. Con này cũng là hàng châu Âu rất là gấu nhé.